Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến Thức Game. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trải nghiệm trang bị mới trong phiên bản cập nhật tháng 1 2023 nha các bạn. Và trang bị tiếp theo đó là súng phóng lựu nè, FQF6000 nha các bạn, đây là phiên bản nâng cấp nha. Và bây giờ mình sẽ cùng xem thông số của súng phóng lựu này nha. Và sát thương chúng ta có 4160 nè. Và tầm xa là 13 km nha các bạn. Và thời gian nạp đại là 5,25 giây nha. Và đạn là 25 nè. Bây giờ mình sẽ vào trận đấu để trải nghiệm cái súng phóng lựu này nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Ok, bây giờ mình đã vào trận đấu nào và map quần đảo Island nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng súng phóng lựu này cho con tàu F126 nha các bạn. Vì con tàu này được trang bị nhiều súng phóng lựu á. Mình sẽ quét bản đồ trước nha. Trận này không có tàu ngầm để mà test luôn. Để mình xem nó cái súng phóng lựu này chống ngầm nó có ok không. Ok, đam cái súng phóng lựu này đam rất là mạnh nha các bạn. Đam cực kỳ cao luôn. Cái này nếu chơi cận chiến á bạn, thể gây sát thương rất tốt luôn. Thời gian nạp lại cũng khá là nhanh. Hiện tại đây là phiên bản alpha test nha các bạn, nên là người chơi online rất là ít các bạn. Mình chỉ chơi với bot là nhiều. Vì phiên bản alpha test có giới hạn người chơi các bạn, không phải ai cũng có thể tham gia được phiên bản này. Ok, bây giờ mình thử chơi cận chiến với con tàu bot nè. Đó, các bạn thấy thốn đam không, cực kỳ là mạnh luôn. Đó, không một hit là bốc khói luôn. Sẽ solo với con Veliki luôn. Wow, anh này xuất hiện rất là gần nữa bạn, cho bạn về cảng sớm luôn. Bốc khói một em nữa. Sát bên nhưng mà mình cũng không thấy tàu của nó nè. À đây đây, Veliki đây. Đam cực kỳ cao luôn. Đây đây nè, giờ nó mới xuất hiện. Dồn đam cho nó đi luôn, nó về cảng luôn. Đó, cái súng phóng lựu này cực kỳ mạnh luôn. Ok, như vậy là mình đã kết thúc trận đấu nha các bạn. Hơn 1 triệu sát thương nha. Ok, mình sẽ tiếp tục trải nghiệm trận thứ hai nữa nha.